tìm hiểu về bản chất con người, thiện, ác hay cả hai. Bản chất con người là thiện hay ác? Liệu con người sinh ra đã mang trong mình cái thiện, cái ác, hay cả hai? Khi bàn về bản chất con người, câu hỏi liệu con người sinh ra đã mang trong mình cái thiện hay cái ác luôn là một chủ đề gây tranh cãi không ngừng trong triết học, tâm lý học và nghiên cứu xã hội. Đã có nhiều lý thuyết khác nhau cố gắng giải thích bản chất này, từ những quan điểm cổ điển của triết học đến những nghiên cứu khoa học hiện đại. Một số quan điểm cho rằng con người sinh ra vốn có bản chất tốt và xã hội, môi trường có thể làm thay đổi điều đó. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng bản chất con người vốn chứa đựng cả thiện và ác, và chính hoàn cảnh và lựa chọn của cá nhân quyết định hành vi của họ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cần xem xét các quan điểm triết học, khoa học và thực tế xã hội liên quan đến bản chất con người. Triết học đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau về bản chất con người, đặc biệt là các lý thuyết của Plato, Aristotle, Rousseau và Hobbes. Plato, trong tác phẩm Symposium, mô tả tình yêu và bản chất con người qua lăng kính lý trí và tâm hồn, cho rằng bản chất con người có thể hướng tới cái thiện nếu được lý trí dẫn dắt. Theo ông, con người có khả năng tìm kiếm cái đẹp và chân lý, cho thấy rằng cái thiện nằm sâu trong bản chất con người, nhưng cần sự hướng dẫn của lý trí để được phát huy. Aristotle tiếp tục phát triển ý tưởng này bằng cách đưa ra khái niệm phẩm hạnh, nơi ông cho rằng hành vi đạo đức không phải là bẩm sinh mà là kết quả của việc thực hành liên tục và học hỏi. Theo ông, con người có khả năng phát triển phẩm hạnh thông qua nỗ lực và giáo dục. Như vậy, Aristotle xem bản chất con người không hoàn toàn là thiện hay ác mà là sự kết hợp của cả hai yếu tố này, với sự phát triển đạo đức phụ thuộc vào sự rèn luyện và giáo dục. Dinh dắt Rousseau, trong tác phẩm The Social Contract, lập luận rằng con người sinh ra vốn tốt, nhưng xã hội làm cho họ trở nên xấu. Theo ông, con người trong trạng thái tự nhiên là hòa bình và lương thiện, nhưng sự phát triển của xã hội, các quy tắc và cấu trúc xã hội tạo ra sự bất bình đẳng và xung đột, dẫn đến hành vi tiêu cực. Rousseau cho rằng xã hội và cấu trúc xã hội là yếu tố chính làm thay đổi bản chất con người. Ngược lại, Thomas Hobbes trong tác phẩm Leviathan cho rằng bản chất con người là tự nhiên và xấu, với động cơ chủ yếu là sinh tồn và quyền lực. Hobbes tin rằng con người vốn có xu hướng xung đột và bạo lực, và sự thiết lập quyền lực và luật pháp là cần thiết để kiềm chế bản năng này. Ông cho rằng bản chất con người là nguồn gốc của mọi vấn đề xã hội và cần có sự kiểm soát từ bên ngoài để duy trì trật tự. Các quan điểm triết học này cho thấy rằng bản chất con người có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, từ việc thiên về cái thiện, cái ác, hoặc là sự kết hợp của cả hai. Sự khác biệt trong các quan điểm này phản ánh sự đa dạng trong cách nhìn nhận về bản chất con người và vai trò của xã hội trong việc hình thành nhân cách. Khoa học và sinh học cung cấp những cái nhìn sâu sắc về bản chất con người, đặc biệt là trong lĩnh vực di truyền học, hormone và nghiên cứu hành vi. Di truyền học cho thấy một số đặc điểm hành vi có thể di truyền, nhưng không hoàn toàn quyết định bản chất con người. Các nghiên cứu về gen đã chỉ ra rằng mặc dù gen có ảnh hưởng đến xu hướng hành vi, nhưng không thể đơn giản hóa bản chất con người chỉ dựa trên yếu tố di truyền. Ví dụ, nghiên cứu về gen MAOA, hay còn gọi là gen hành vi ác, cho thấy rằng những người mang biến thể này có thể có xu hướng hành vi bạo lực hơn, nhưng yếu tố môi trường và giáo dục cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hành vi cuối cùng. Tác động của môi trường và xã hội cũng là một yếu tố quan trọng trong việc hình thành bản chất con người. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng môi trường sống, giáo dục và ảnh hưởng xã hội đóng vai trò lớn trong việc hình thành và thay đổi hành vi. Ví dụ, nghiên cứu về hành vi tội phạm cho thấy rằng trẻ em lớn lên trong môi trường bạo lực và nghèo khó có nguy cơ cao hơn trở thành tội phạm so với những trẻ em được nuôi dưỡng trong môi trường ổn định và yêu thương. Hormone và chức năng não bộ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu bản chất con người. Các nghiên cứu về hormone như cortisol và serotonin đã cho thấy rằng những chất này ảnh hưởng đến cảm xúc và hành vi. Cortisol, hormone căng thẳng, có thể làm gia tăng cảm giác lo âu và hành vi tiêu cực nếu không được kiểm soát, trong khi serotonin có liên quan đến cảm giác hạnh phúc và ổn định tâm lý. Những nghiên cứu này cho thấy rằng yếu tố sinh học có thể ảnh hưởng đến hành vi, nhưng không hoàn toàn quyết định bản chất con người. Nghiên cứu về hành vi động vật cũng cung cấp cái nhìn về bản chất con người. Nhiều loài động vật, chẳng hạn như loài vượn, thể hiện hành vi đồng cảm và hợp tác, cho thấy rằng sự thiện có thể là một phần của bản chất sinh học và tiến hóa. Ví dụ, các loài vượn như bonobo và chimpanzee thường thể hiện hành vi chia sẻ và hợp tác, cho thấy rằng khả năng hợp tác và đồng cảm có thể có nguồn gốc sâu xa trong tiến hóa.
Tâm lý học phát triển cũng nghiên cứu sự thay đổi hành vi và phẩm hạnh theo thời gian, cho thấy rằng bản chất con người có thể thay đổi và phát triển qua các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Các lý thuyết về phát triển nhân cách cho thấy rằng bản chất con người không phải là cố định mà có thể thay đổi dựa trên các trải nghiệm và sự nuôi dưỡng. Tinh thần và văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành bản chất con người. Văn hóa ảnh hưởng đến các giá trị, niềm tin và hành vi của con người, định hình cái thiện và cái ác trong mắt mỗi cá nhân. Ví dụ, các nền văn hóa khác nhau có thể có những quan điểm khác nhau về hành vi đạo đức và cái thiện. Trong một số nền văn hóa, hành vi đồng cảm và giúp đỡ người khác được coi là rất quan trọng, trong khi ở các nền văn hóa khác, sự tự lập và quyền lực cá nhân có thể được coi trọng hơn. Tôn giáo và triết lý tôn giáo cũng cung cấp các quan điểm khác nhau về bản chất con người. Các tôn giáo như Kitô giáo, Hồi giáo và Phật giáo có những quan điểm khác nhau về cái thiện và cái ác. Trong Kitô giáo, con người được coi là có bản chất tội lỗi nhưng có khả năng được cứu rỗi thông qua lòng tin và hành động đạo đức. Trong Hồi giáo, con người được coi là có bản chất thiện nhưng cần sự hướng dẫn của Thiên Chúa để duy trì hành vi đạo đức. Trong Phật giáo, con người có khả năng đạt được giác ngộ và giải thoát khỏi đau khổ thông qua việc thực hành thiền định và từ bi. Ảnh hưởng của truyền thuyết và huyền thoại cũng phản ánh quan điểm văn hóa về bản chất con người. Các câu chuyện truyền thuyết từ các nền văn hóa khác nhau thường chứa đựng những bài học về cái thiện và cái ác. Ví dụ, trong thần thoại Hy Lạp, câu chuyện về Heracles thể hiện những thử thách mà anh phải vượt qua để chứng minh phẩm hạnh và sức mạnh của mình, phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác trong con người. Văn học và nghệ thuật thường khám phá và thể hiện sự đấu tranh giữa thiện và ác. Các tác phẩm văn học như Chiến tranh và Hòa bình của Leo Tolstoy hay Những tội ác và hình phạt của Fyodor Dostoevsky khai thác sâu sắc bản chất con người và những xung đột nội tâm. Những tác phẩm này không chỉ phản ánh bản chất con người mà còn thể hiện những quan điểm văn hóa về đạo đức và hành vi. Giáo dục và sự hình thành xã hội có thể định hình cách mà con người hiểu và thực hành cái thiện và cái ác. Giáo dục có thể giúp phát triển phẩm hạnh và xử lý xung đột nội tâm, đồng thời ảnh hưởng đến các giá trị và hành vi cá nhân. Ví dụ, các chương trình giáo dục đạo đức và xã hội có thể giúp trẻ em phát triển lòng nhân ái và sự cảm thông, góp phần hình thành bản chất tốt đẹp của con người. Tình huống thực tế cung cấp những cái nhìn sâu sắc về bản chất con người và cách mà bản chất này thể hiện trong các tình huống khác nhau. Các tình huống này có thể từ những sự kiện lịch sử đến hành vi cá nhân trong cuộc sống hàng ngày, phản ánh sự đấu tranh giữa thiện và ác trong con người. Tình huống lịch sử và xã hội. Các sự kiện lịch sử như chiến tranh và cách mạng thường thể hiện cả hai khía cạnh thiện và ác trong hành vi con người. Một ví dụ nổi bật là cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, nơi không chỉ có những hành động tàn bạo của các chế độ phát xít mà cũng xuất hiện những hành động anh hùng và lòng nhân ái từ những cá nhân và nhóm người. Ví dụ, Oskar Schindler, một doanh nhân Đức, đã cứu sống hàng ngàn người Do Thái khỏi Holocaust bằng cách sử dụng tài sản và quyền lực của mình để bảo vệ họ. Hành động của Schindler là minh chứng cho sự hiện diện của cái thiện trong bối cảnh của một thế giới đầy tội ác và khủng bố. Câu chuyện thành công và thất bại cá nhân. Những câu chuyện thành công và thất bại cá nhân cung cấp cái nhìn sâu sắc về bản chất con người. Một ví dụ nổi bật là câu chuyện của Malala Yousafzai, người đã trở thành biểu tượng toàn cầu cho quyền học tập của phụ nữ sau khi bị Taliban tấn công vì đấu tranh cho giáo dục. Sự kiên cường và lòng dũng cảm của Malala cho thấy khả năng của con người trong việc chống lại cái ác và làm điều thiện trong điều kiện khó khăn. Ngược lại, những thất bại cá nhân, như những hành vi phạm tội, có thể cho thấy sự hiện diện của những yếu tố xấu trong bản chất con người, nhưng cũng đồng thời cung cấp cơ hội để học hỏi và cải thiện. Những vụ án hình sự và tội phạm. Các vụ án hình sự và hành vi tội phạm thường thể hiện những khía cạnh tối tăm của bản chất con người. Ví dụ, các vụ án như vụ án của Ted Bundy, một kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng, phản ánh sự tàn ác và xấu xa trong con người. Tuy nhiên, sự phục hồi và cải tạo của những cá nhân như Nelson Mandela, người đã từ bỏ cuộc sống bạo lực để dẫn dắt đất nước mình ra khỏi chế độ phân biệt chủng tộc, cho thấy khả năng thay đổi và cải thiện bản chất của con người. Những câu chuyện này minh họa rằng bản chất con người có thể chứa đựng cả thiện và ác, và hành động cá nhân có thể làm thay đổi hướng đi của cuộc đời. Hành vi trong các tình huống khẩn cấp. Cách mà con người hành động trong các tình huống khẩn cấp có thể cho thấy sự hiện diện của cái thiện và cái ác. Ví dụ, trong các thảm họa thiên nhiên như động đất hoặc sóng thần, nhiều người đã thể hiện lòng nhân ái và sự dũng cảm bằng cách cứu giúp người khác và cung cấp hỗ trợ.
Một ví dụ nổi bật là các tình nguyện viên trong trận động đất ở Haiti năm 2010, những người đã làm việc không mệt mỏi để cứu trợ và cung cấp sự giúp đỡ cho những người bị ảnh hưởng. Những hành động này cho thấy khả năng của con người trong việc thể hiện cái thiện ngay cả trong những tình huống khó khăn. Tình yêu và lòng nhân ái. Các hành động yêu thương và lòng nhân ái trong cuộc sống hàng ngày phản ánh bản chất thiện của con người. Ví dụ, các tổ chức từ thiện như Tổ chức Đỏ và UNICEF hoạt động không mệt mỏi để cung cấp hỗ trợ cho những người cần giúp đỡ, từ trẻ em thiếu thốn đến các nạn nhân của xung đột. Những hành động này minh họa cho cái thiện tồn tại trong bản chất con người và khả năng của con người trong việc làm điều tốt cho người khác. Nhìn nhận về bản chất con người từ các quan điểm triết học, khoa học và tình huống thực tế cho thấy rằng bản chất con người là một vấn đề phức tạp, không thể đơn giản phân loại là thiện hay ác. Các lý thuyết triết học từ Plato, Aristotle, Rousseau và Hobbes cho thấy rằng bản chất con người có thể chứa đựng cả hai yếu tố thiện và ác, và sự phát triển cá nhân cùng với môi trường xung quanh đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách. Khoa học sinh học và tâm lý học cung cấp cái nhìn về sự ảnh hưởng của di truyền, hormone và môi trường đến hành vi, cho thấy rằng bản chất con người không hoàn toàn được quyết định bởi yếu tố sinh học mà còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội và giáo dục. Các tình huống thực tế, từ các sự kiện lịch sử đến hành vi cá nhân trong cuộc sống hàng ngày, minh họa sự hiện diện của cả thiện và ác trong bản chất con người. Hành động của các cá nhân trong các tình huống khẩn cấp, các câu chuyện thành công và thất bại, và những nỗ lực của các tổ chức từ thiện cho thấy khả năng của con người trong việc làm điều thiện ngay cả trong những điều kiện khó khăn. Bài học quan trọng từ việc khám phá bản chất con người là sự lựa chọn và hành động của chúng ta có thể quyết định và hình thành nhân cách của chính mình. Mặc dù bản chất con người có thể chứa đựng cả thiện và ác, nhưng thông qua giáo dục, sự nuôi dưỡng và những nỗ lực cá nhân, chúng ta có thể hướng tới cái thiện và góp phần vào sự phát triển tích cực của xã hội. Việc hiểu rõ bản chất con người không chỉ giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về chính mình mà còn mở ra cơ hội để chúng ta làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn.